Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả tự do sớm hơn dự kiến do chấp hành tốt nội quy. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội đến bà Hằng. Bên cạnh đó, cũng lan truyền bức ảnh được cho hình ảnh bà Phương Hằng bước ra khỏi cổng trại giam. Thực hư của bức ảnh này đến từ đâu? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung sau đây. Như thông tin đã đưa, bà Nguyễn Phương Hằng Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương đã được ra tù sớm hơn dự kiến vào ngày 19 tháng 9. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước Bình Dương. Dự kiến bà Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn. Theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do. Cũng trong ngày 19 tháng 9, trên nhiều trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bà Hằng với thông tin cho rằng đây là hình ảnh ngày bà được ra tù. Trong bức ảnh là bà Nguyễn Phương Hằng với mái tóc xoăn, mặc chiếc váy trắng cùng gương mặt tươi tắn, phía sau là rất đông người đi theo. Tuy nhiên, thực tế hình ảnh này đã được chụp từ phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Xuân Cường sinh năm 1990, vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 về tội cưỡng đoạt tài sản. Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện tại tòa với tư cách là nạn nhân của vụ việc. Được biết, phiên tòa này diễn ra vào tháng 7 năm 2021. Mai Xuân Cường sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng để xin 2 triệu đồng nhưng bà Hằng không đồng ý. Cường tiếp tục nhắn tin với nội dung đe dọa sẽ làm hại con trai bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời gửi hình ảnh khỏa thân có cắt ghép khuôn mặt của bà Hằng kèm theo những lời chửi bới nhục mạ và dọa sẽ tung ảnh lên mạng xã hội. Lo sợ Cường có thể làm hại con trai mình và dùng hình ảnh cắt ghép làm mất uy tín cá nhân, nên bà Phương Hằng đã chuyển vào số tài khoản của Cường số tiền 2 triệu đồng rồi sau đó gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Tại phiên xét xử, bị cáo Cường đã thành khẩn nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Cường 1 năm tù, cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng mặc váy trắng, tóc xoăn bước ra cổng tòa án không phải là hình ảnh đúng vào thời điểm bà ra tù ngày 19 tháng 9 vừa qua. Hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, dẫn đến việc hiểu sai lệch vấn đề, thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Nhìn lại vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị kết án tù từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi live stream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người, trái quy định của pháp luật vì những hành động trái pháp luật này của bà Nguyễn Phương Hằng, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Tiếp theo chương trình, mời quý vị chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, trong một đoàn thiện nguyện kêu gọi đóng góp quần áo cho bà con vùng lũ, trong khi phân loại đồ cứu trợ được chuyển từ Đà Nẵng ra. Nhóm từ thiện ở Bảo Thắng, Lào Cai đã phát hiện một túi bên trong có nhẫn, dây chuyền vàng. Ngay sau đó, đoàn thiện nguyện đã quay video lại và tìm người chủ của số vàng. Theo đó, Đại úy Trần Thị Thanh Thảo đang công tác tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết, số vàng được tìm thấy trong thùng cắt tông có dán dòng chữ Tân Khang Group ủng hộ đồng bào miền Bắc. Miền Bắc cố lên nhé, bên trong thùng, ngoài số vàng còn có sách vở, đề nhãn, Công Minh 6 trên 12, Xuân Nam 3 trên 12, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ngay sau đó, chị Thảo đã kết nối với một đồng nghiệp tại Đà Nẵng để nhờ tìm chủ nhân của số vàng. Hành trình tìm kiếm bắt đầu từ thông tin trên nhãn vở. Đồng nghiệp của chị Thảo liên hệ với Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xác nhận có hai học sinh Công Minh Xuân Nam. Đại úy Thảo thông tin, hai em học sinh này là người thân của chị Phan Thị Đào, vợ chủ tịch Tân Khang Group ở quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Chị Đào đã mô tả lại chính xác các thông tin đặc điểm về số vàng mà nhóm thiện nguyện tìm được. Theo chị Thảo, các thông tin chị Đào mô tả đã được chuyển cho công an xã để làm căn cứ. Hiện, số vàng này được một người phụ nữ trong nhóm thiện nguyện, Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tạm thời nắm giữ. Trước thông tin này, chị Phan Thị Đào cho biết đã hoàn thành giấy ủy quyền theo quy định để người cháu tại Hà Nội đến Lào Cai nhận lại số vàng từ nhóm thiện nguyện. Theo dự kiến, sáng ngày 19 tháng 9 người được ủy quyền sẽ nhận số vàng tại Xuân Quang, Lào Cai. Chị Đào bày tỏ, khi nhận được cuộc gọi thông báo về số vàng, tôi bất ngờ không tin nổi, mọi chuyện đều ngoài sức tưởng tượng. Trước đó, gia đình chị Đào đã thu gom các món đồ để cứu trợ bà con miền Bắc. Trong quá trình tập hợp, con gái cầm túi có vàng để vào trong hộp các tông mà không ai hay biết. Chị tâm sự thêm, trong số trang sức đó, có đôi hoa tai do mẹ chồng tôi chuyển lại, vòng tay, dây chuyền và nhẫn cưới của hai vợ chồng từ năm 2002 đến nay. Trung tá Phạm Đình Tuân, trưởng công an xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, cơ quan công an đã làm việc với người đang tạm giữ số vàng sau khi tìm thấy. Tuy nhiên, người phụ nữ đó nói không bàn giao lại cho công an mà sẽ giao trực tiếp cho chủ nhân số vàng. Trước đó tại xã Ca Đình, Đoàn Hùng, Phú Thọ, trong khi phân loại quần áo để chuyển đi cứu trợ cho bà con vùng lũ lụt, người dân cũng phát hiện một hộp chứa nhẫn vàng. Chị Đặng Thị Yến, xã Ca Đình, huyện Đoàn Hùng, Phú Thọ là người tìm thấy nhẫn vàng cho biết sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 9, sau khi đi gom quần áo của người dân ủng hộ bà con vùng lũ, các chị em tiến hành phân loại thành từng nhóm. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi tìm thấy một chiếc nhẫn vàng trong túi áo, cả nhóm quyết định thông báo trên mạng xã hội với hy vọng sẽ tìm được chủ nhân. Sau đó, chị Yến và trưởng thôn đã giao lại chiếc nhẫn cho công an xã Ca đình. Chỉ trong một thời gian ngắn, công an xã đã tiến hành xác minh và trao lại chiếc nhẫn cho đúng chủ nhân. Được biết, đó là nhẫn cưới của một người dân sống ở xã lân cận hành động tốt đẹp của chị Yến và người dân Ca Đình đã nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Liên quan đến việc tái thiết thôn làng nù trong người dân, ngày 20 tháng 9, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên Đặng Văn Mạnh cho biết nếu thời tiết thuận lợi, ngày 21 tháng 9 sẽ chuyển 25 hộ dân trong thôn làng nù đã mất nhà do mưa lũ và các hộ đang trong diện nguy cơ sạt cao sang khu nhà tạm nhằm đảm bảo an toàn. Theo đó, việc xây dựng khu nhà tạm được bố trí trên nền nhà văn hóa cũ của thôn được triển khai từ ngày 15 tháng 9. Trên tổng diện tích đất mượn của bà con là 2.500m2, mỗi gian nhà ở đây có diện tích 36m2. Ông Đặng Văn Mạnh cho biết, song song với việc hoàn thiện khu nhà tạm, khu tái định cư mới của thôn Làng Nù hiện đã cơ bản giải phóng mặt bằng, bà con đang thu dọn cây cối hoa màu. Từ chiều ngày 19 tháng 9, các phương tiện máy móc đã được đưa vào để triển khai thi công xây dựng 40 căn nhà theo truyền thống của đồng bào Tây, đảm bảo tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án. Việc xây dựng khu nhà tạm được bố trí trên nền nhà văn hóa cũ của thôn, được triển khai từ ngày 15 tháng 9. Trên tổng diện tích đất mượn của bà con là 2.500m2, mỗi gian nhà ở đây có diện tích 36m2. Ông Đặng Văn Mạnh cho biết, song song với việc hoàn thiện khu nhà tạm, khu tái định cư mới của thôn Làng Nù hiện đã cơ bản giải phóng mặt bằng, bà con đang thu dọn cây cối hoa màu. Từ chiều ngày 19 tháng 9, các phương tiện máy móc đã được đưa vào để triển khai thi công, xây dựng 40 căn nhà theo truyền thống của đồng bào Tây, đảm bảo tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án. Trước đó, chiều ngày 15 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đi kiểm tra, nghiên cứu cụ thể, sau đó trao đổi cùng lãnh đạo huyện Bảo Yên. Các chuyên gia có kinh nghiệm và chốt phương án chọn địa điểm để xây dựng tái định cư thôn làng nù mới, cách thôn cũ bị lũ cuốn trôi khoảng 2 km. Đây là khu vực rộng rãi, có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Sau đó chính quyền địa phương đã lấy ý kiến biểu quyết của người dân thôn làng nụ còn sống sót sau trận lũ và nhận được sự đồng thuận 100%. Ngoài các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, khu vực tái định cư này còn có thể bố trí cho số dân đang ở vị trí thấp, có nguy cơ ngập và sạt lở. Những nhà xây mới tại khu tái định cư sẽ xây theo kiến trúc truyền thống người Tây ở địa phương. Sau khi xây dựng xong, sẽ bàn giao, bốc thăm chọn nhà, bảo đảm công bằng dân chủ. Trưởng thôn làng Nù Hoàng Văn Diệp chia sẻ: Sau những ngày mưa lũ với quá nhiều mất mát vừa qua, người dân đang dần trở lại cuộc sống thường nhật. Cùng sự chung tay của chính quyền, các lực lượng công an, quân đội và các nhà hảo tâm, hy vọng người dân trong thôn sớm có nơi ở mới an toàn. Khu vực xây dựng nhà tạm cho người dân thôn làng Nù tại nền nhà văn hóa cũ của thôn các phương tiện máy móc được sử dụng để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao cho người dân. 25 căn nhà đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành để sớm có chỗ ở. Những ngày qua, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã đón học sinh quay trở lại trường sau những ngày tạm nghỉ do mưa lũ. Trường cũng đã đón 107 học sinh ở thôn Làng Nù, nơi vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng về điểm trường chính để học tập và ở. Thầy Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh cho biết, trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua, 13 học sinh của nhà trường đã vĩnh viễn không quay trở lại. Đây là sự mất mát và nỗi đau lớn với thầy cô và nhà trường. Thôn làng nủ vẫn chìm trong bùn đất, nguy cơ cao bị ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và nguy hiểm rình dập các em tại các điểm sạt lở trên đường đến điểm trường chính. Nhà trường đã quyết định đón 107 học sinh ở làng nủ đến học tập và ở nội trú dưới sự nuôi dạy và hướng dẫn của thầy cô giáo do không phải là trường nội trú, nên khi số lượng học sinh ở nội trú tăng lên, gây áp lực lên cơ sở vật chất của nhà trường. Hiện nay, nhà trường đã phải sử dụng các phòng chức năng để làm phòng ở cho học sinh. Tạm thời các em ngủ trên phản gỗ, việc đảm bảo sinh hoạt lâu dài cũng rất khó khăn. Nhà trường mong muốn các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm giúp đỡ để trường làm tốt công tác giáo dục và nuôi dạy các em. Khoảng cách từ điểm trường chính đến làng nù khoảng 5 km. Theo quy định, các em học sinh sẽ không được ở nội trú, vì vậy, nhà trường mong muốn các cấp chính quyền xem xét tạo cơ chế đặc biệt để giúp đỡ các học sinh được hưởng các chế độ của nhà nước, để các em có thể ở lại nhà trường, đảm bảo việc ăn ở và học tập. Cô Phạm Thị Phương, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, nghẹn ngào chia sẻ. Hiện lớp 2C có 11 học sinh ở thôn Làng Nụ, vừa được ghép lớp, hai con đang còn nằm viện và ba bạn đã vĩnh viễn không thể quay lại lớp học. Cơn bão số 3 gây ra quá nhiều thảm cảnh và đau thương, ban giám hiệu nhà trường đã vận động các học sinh làng nù ở lại trường cho an toàn. Từ ngày xảy ra vụ sạt lở đến nay, nhiều đoàn thiện nguyện đã đến thăm và hỗ trợ nhà trường để cùng các thầy cô và các con vượt qua nỗi đau này. Các bậc phụ huynh ở thôn làng nù có con được chuyển đến điểm trường chính, cũng đến tận nơi, hỗ trợ các thầy cô trông và động viên các con. Dù không thể thay các con vượt qua nỗi đau mất mát sau mưa lũ, nhưng với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ chính quyền, bà con nhân dân và các nhà hảo tâm, mong rằng các con sẽ được chăm lo, no, ăn học nên người tới đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo